cận cảnh cầu tặc sông vào nhà dân cướp chó giữa ban ngày. Sáng 1 tháng 3, nhiều tài khoản Facebook ở Bình Định đã chia sẻ clip về việc người đàn ông xô cổng trong tay một phụ nữ rồi chạy vào sân bắt chó giữa ban ngày. Người này sau đó đã lên xe máy của một đồng bọn chờ sẵn trước để tẩu thoát. Theo tìm hiểu, vụ việc trong clip nói trên xảy ra tại nhà ông T ở thôn Phú Hậu xã Cát Chánh vào sáng ngày 26 tháng 2. Lúc này, ông T và vợ là bà C đang ở nhà dưới. Nghe tiếng chó sủa, bà c ra trước cổng đang mở thấy hai người đàn ông ngồi trên xe máy đứng ngoài đường tưởng có người đi lạc đường nên bà c hỏi để chỉ đường tuy nhiên lúc này người đàn ông ngồi phía sau đeo khẩu trang xông lại chỉ vào sân nhà rồi đẩy cổng trong tay bà c chạy vào ôm chó rồi bỏ chạy ra ngoài bà gan cản thì người này một tay cầm chó tay còn lại đưa hung khí ra ham dọa bà c kêu chồng nhưng khi ông tê chạy ra sân thì hai người này đã mang chó đi mất trong sáng ngày 26 tháng 2, tại nhà ông X ở thôn Tránh Hội xã Cát Chánh cũng xảy ra vụ đánh bả chó do hai người đàn ông nói trên gây ra. Ông X cho biết, do địa phương nhiều lần xảy ra vụ trộm chó nên gia đình ông thường xuyên nhốt chó trong nhà. Khoảng 6 giờ 30 phút sáng ngày 26 tháng 2, ông X thả chó ra ngoài đi vệ sinh. Đến 7 giờ cùng ngày, nghe tiếng chó sủa nên anh trai ông X ra mở cổng để chó chạy vào nhà. Lúc này, có hai người đàn ông đi xe chạy lòng vòng trước nhà ông X rất nhiều lần. Sau đó, xe máy dừng trước cổng, một người xuống đi bộ qua lại, đứng nghe điện thoại một lát rồi cả hai mới chịu bỏ đi. Anh trai ông phát hiện bà chó được bỏ ngay trước cổng nhà nên đã thu gom, bỏ xuống cống thoát nước. Clip này thu hút nhiều bình luận bày tỏ bức xúc trước hành vi manh động của hai người đàn ông bắt trộm chó. Nhiều người cho rằng đây là hành vi cướp chó và mong lực lượng công an sớm vào cuộc để điều tra, xử lý.